Tôi hoang mang quá nhà báo ạ. Mỗi năm con tôi nhảy việc 2 lần. Tôi là sếp sẽ không bao giờ tuyển đứa nhân viên đứng núi này trông núi nọ như thế. Một bà mẹ 50 tuổi đã nhắn tin cho tôi như vậy. Đây là kênh Chậm Lại 5 phút và tôi là nhà báo Bùi Hải. Người mẹ ấy đã có gần 30 năm làm việc tại một ngân hàng. Và chị bảo nhờ sự kiên trì, nhẫn nại và bền bỉ nên từ một nhân viên quèn, bây giờ chị đã là phó tổng giám đốc của nhà băng đó. Chị cho biết con trai mình học rất giỏi. Ngay khi cháu ra trường, cháu đã được một tập đoàn lớn nhận vào làm với mức lương 20 triệu. Nhưng mà cái tập đoàn đó cũng chỉ níu chân cháu được 8-9 tháng gì đó, cháu lại nhảy sang một công ty nước ngoài. Nhưng rồi ở công ty nước ngoài một thời gian, khoảng 7-8 tháng, cháu lại nhảy sang một công ty khác. Khi bố mẹ hỏi lý do tại sao mà con nhảy việc nhanh thế thì cháu nói, lương ở hai bên như nhau nhưng ở bên này thì thời gian được thoải mái hơn chứ không gò bó như ở bên kia. Mỗi lần cháu chuyển đến một công ty mới thì cháu lại đăng trên Facebook, coi như đây là bến đỗ của cuộc đời mình. Nhưng chỉ được 5-7 tháng sau, cháu lại bắt đầu có những lời than vãn chán nản ở trên mạng xã hội, rồi sau đó là nhảy việc. Và như vậy, cháu đi làm chưa được 3 năm nhưng đã nhảy việc 4 lần. Người mẹ hỏi tôi nhà báo có cách nào để giúp con tôi có thể ở yên một chỗ chí thú làm ăn để vươn lên những vị trí cao hơn hay không? Thực ra câu hỏi của chị cũng là câu hỏi của rất nhiều ông bố bà mẹ khác đã hỏi tôi trong kênh Chậm Lại 5 phút. Muốn lý giải điều này, chúng ta phải giải quyết cái câu hỏi đầu tiên, tại sao giới trẻ ngày nay lại nhảy việc nhanh đến như vậy, khác hẳn với những thế hệ trước? Theo tôi thì có rất nhiều đáp án cho cái câu hỏi này. Người ta có thể nói rằng, giới trẻ ngày nay họ rất năng động, nên họ luôn luôn bắt kịp với những cơ hội mới. Hay người khác nói rằng giới trẻ ngày nay họ rất giỏi, khi ra trường là họ đã có thể thực chiến ngay, nên cũng có rất nhiều cơ hội việc làm đến với họ, mời họ, dụ dỗ họ. Người ta cũng có thể lý giải một cách khác là giới trẻ ngày nay ưa chấp nhận những thử thách, những đương đầu, nên họ luôn luôn tìm kiếm những cơ hội mà có cái sự thử thách đó. Tất cả những lý giải đó có phần đúng, nhưng theo tôi là chưa đủ. Việc giới trẻ năng động, thích thử thách, ưa những cơ hội mới là điều không phải bàn cãi. Nhưng ở trong clip này, tôi muốn đưa ra một vài lý do, một vài nguyên nhân không được tích cực dẫn đến sự nhảy việc rất nhanh của giới trẻ. Đó là lối sống quá nhanh, quá gấp, lại thiếu kinh nghiệm sống và kỹ năng sống. Cái biểu hiện đầu tiên của lối sống quá nhanh, quá gấp, thiếu kinh nghiệm sống và kỹ năng sống chính là việc chọn trường và chọn nghề của giới trẻ. Họ thường chọn trường và chọn nghề theo cái quan điểm của số đông, theo cái xu thế thời thượng ngắn hạn, rồi theo những cái gì mà họ hiểu là cái ngành nghề đấy, cái trường đó, khi ra trường thì sẽ kiếm được việc nhanh hơn và kiếm được nhiều tiền hơn trong một thời gian rất ngắn. Cái việc chọn trường và chọn nghề không phù hợp với năng lực và đam mê của mỗi người nên khiến cho họ chán ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và sau khi ra trường họ mới nhận ra rằng cái nghề đó nó hoàn toàn không phù hợp với mình. Việc học một nghề rồi ra trường lại đi làm nghề khác, nó không chỉ là tốn cơm ăn áo mặc học phí của 4 năm mà nó còn lãng phí một khoảng thời gian đẹp đẽ và quý giá nhất trong đời mỗi người. Chúng ta thấy rằng những bạn trẻ làm nghề mà không đúng năng lực và đam mê thì việc không trụ lại ở các công ty là điều rất dễ hiểu. Nhưng tại sao những người thực sự giỏi lại vẫn nhảy việc liên tục? Theo tôi, ở đây nó xuất phát từ 2 nguyên nhân. Thứ nhất là vì cái tôi, cái bản ngã của họ quá lớn. Điều này rất dễ khiến khi làm việc họ sẽ nảy sinh xung đột và va chạm lợi ích đối với những người quản lý của họ và đối với những người đã làm trước họ. Cái lý do thứ hai là nhiều người trẻ ngày hôm nay mong muốn khát khao được kiếm tiền một cách nhanh nhất và được thăng chức một cách chóng vánh nhất. Ở đời, cái sự mong muốn và khát vọng này nó không có gì sai, nhưng chúng ta phải hiểu một nguyên lý rất cơ bản là dục tốc bất đạt. Khi chúng ta muốn có một cái kết quả quá nhanh, thì ngược lại chúng ta sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đánh đổi bằng uy tín, đánh đổi bằng sức khỏe và thậm chí đánh đổi bằng sự an lành trong cuộc sống.
Chính vì thế chúng ta thấy những người trẻ ngày hôm nay, họ đang phải mang trong mình rất nhiều căn bệnh của người già. Đó là tim mạch, đó là đột quỵ, đó là gan, là thận, là tóc bạc sớm, là stress, là trầm cảm. Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy, sở dĩ những người tài trên thế giới, họ đạt được những thành công lớn là vì họ rất kiên định, kiên trì với mục tiêu và con đường mình đã chọn. Họ không đứng núi này và trông núi nọ. Họ thành công bởi vì họ muốn đi trên một con đường dài, muốn giải những bài toán lớn của cuộc đời, của cuộc sống, của kinh doanh, của xã hội. Chứ họ không nhắm tới những mục tiêu nhỏ nhặt và ngắn hạn. Họ thành công còn vì bởi họ luôn biết trân trọng những cơ hội đến với mình, chứ không phải là phung phí nó. Cho nên chúng ta hãy ngẫm lại lời các cụ dạy từ ngàn xưa cho đến bây giờ vẫn đúng. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Thế nên ngày nay, nếu giới trẻ chỉ biết sống nhanh mà không biết sống chậm, chỉ biết sống sổi mà không biết sống sâu, thì thực sự họ rất khó đi xa trên cả đường đời và sự nghiệp.